bản lĩnh chính trị anh tốt, anh không bị đứa nào lôi kéo thì làm gì mà tham nhũng. Nếu đạo đức anh trong sáng, anh giữ gìn liêm sỉ thì làm gì phải đi tham nhũng. Cái đó là cái gốc. Nó bảo bây giờ nó lắm mẹo lắm, nó đi vòng quanh, nó trả trực tiếp đâu. Nó qua trung gian, nó qua vợ con, nó qua bạn bè. Cái tính táo chứ. Kính thưa quý vị, lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới nhắc đến gia đình của mình, nhưng những lời ông nói luôn thấm đượm triết lý sâu sắc. Và lần hiếm hoi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến vợ con đó là chống tham nhũng trước hết là phải tu thân, tề gia trị quốc, bình thiên hạ. Đó là tất cả những gì chúng ta chứng kiến trong cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây cũng là những lời nhắc đến vợ con của Tổng Bí thư trong công cuộc chống tham nhũng. Gia đình liêm khiết không dựa hơi ai. Mới đây, qua lời của người bạn thân của Tổng Bí thư, người ta mới biết sâu hơn về gia đình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là có 4 người, vợ chồng ông sống rất giản dị, liêm khiết, không thuê người giúp việc. Bà Ngô Thị Mận, vợ của Tổng Bí thư, là một cán bộ công an đã về hưu, rất cần mẫn và chăm chỉ việc nhà, chăm lo sắp xếp để chồng yên tâm công tác. Hai người con của ông bà đã có gia đình riêng. Bản thân các cháu và con dâu con rể có chuyên môn rất giỏi, hiện làm công việc tốt ở những đơn vị bình thường. Quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công việc của các con phải tự lo lấy, tự chịu trách nhiệm với bản thân và tự khẳng định mình. Ngay như trong một bài viết của báo Công an Nhân dân cũng đã nêu lên quan điểm này, liêm chính từ tế bào xã hội, bài viết của trang báo này đã nêu. Điều đặc biệt người cầm trịch chẳng những bài bản trong chỉ đạo, kiên quyết trong hành động, uy tầm trong chỉ đạo, mà trên hết chính là sự nêu gương, hình ảnh cá nhân với vị thủ lĩnh mực thước, thanh liêm, giản dị đã thực sự tạo dựng điểm tựa tinh thần to lớn trong lòng dân. Tổng Bí thư nhiều lần nhắc nhở cán bộ làm công tác chống tham nhũng rằng muốn làm được, chống được thì tự thân mình phải sạch, phải khỏe. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý bản thân mỗi đồng chí và gia đình, vợ con phải giữ gìn trong sạch rồi mới chống tham nhũng được. Nếu không, nói chẳng ai nghe, tay đã nhúng chàm thì không thể làm gì khác được. Sạch ở đây là trong sạch với chính mình, phải luôn cần kiệm, liêm chính, coi việc nước, việc công là trên hết. Nhưng với chính mình chưa đủ, mà còn phải với người thân trong gia đình, dòng họ, đó là vợ chồng, con cháu, xa nữa là họ hàng, chú bác, bên nội, bên ngoại. Chúng ta thấy, với sự nêu gương liêm chính, kiệm, cần, thì vợ con cùng những người thân trong gia đình đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều tuân theo và thể hiện xuyên suốt lối sống, đức tính đó. Không có ai để lại điều gì gây ảnh hưởng tới gia đình. Đó thực sự là chuẩn mực ngay từ góc độ gia đình, là tế bào của xã hội. Đây là điều mà ngày nay nhiều quan chức tỏ ra khó thích nghi. Người thì sống xa hoa, phung phí từ bản thân đến vợ con, để người dân huyền rủa, tham cả họ. Người thì cố gắng, liêm khiết, nhưng lại bị đứt nghiệp khi để bóng tối dưới chân đèn. Vợ con ăn chơi vơ vét, bòn rút của dân, gây tai tiếng khó gì gột rửa. Bởi thế mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc nhở cán bộ đảng viên rằng tiền bạc vật chất chỉ là phù vân, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Và chính sự nêu gương thanh bạch, giản dị của Tổng Bí thư trong phong trào học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã hun đúc lan tỏa giá trị thực tiễn sâu của người thủ lĩnh chính trị trong lãnh đạo chèo lái nước nhà. Nói chung, trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực nói riêng, dấu ấn thuyền trưởng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến chống giặc nội xâm thuyết phục lòng dân chính là bởi hội tụ những yếu tố này. Giữa lời nói và hành động, giữa quan điểm và khí chất, giữa chỉ đạo và nêu gương chính là liêm kiệm cần. Và vào tháng 11 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói và cho rằng bản lĩnh chính trị anh tốt, anh không bị ai lôi kéo, thì làm gì mà tham nhũng? Nếu đạo đức trong sáng, giữ gìn liêm sỉ, thì làm gì mà tham nhũng? Cái đó là cái gốc. Bây giờ lắm mẹo lắm, nó đi vòng quanh, nó không trực tiếp đâu, mà nó qua trung gian, nó qua vợ con, nó qua bạn bè, phải tỉnh táo. Chứ giờ mình đi làm chống tham nhũng, mình lại tham nhũng, thì còn nói được ai? Chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi dây chân người. Với sự nêu gương, liêm chính, kiệm cần,
thì vợ con cũng như những người thân trong gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều tuân theo và thể hiện xuyên suốt lối sống đức tính đó. Không có ai để lại điều gì gây ảnh hưởng tới gia đình. Nó thực sự là chuẩn mực ngay từ góc độ gia đình là tế bào của xã hội, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là 9 chữ cơ bản được gói gọn trong tư tưởng, học thuyết của Nho giáo. Một hệ thống đạo đức, triết lý và tôn giáo do Khổng Tử phát triển. Để xây dựng một xã hội thịnh trị, có điểm chung trong tư tưởng này đó là dù ở phạm vi nào, gia đình, tề gia hay là quốc gia, trị quốc thì cá nhân người đầu tàu phải thể hiện được tư chất uy tín. Một gia đình để thuận hòa, yên ấm thì ông bà, bố mẹ phải là những tấm gương cho con cháu. Một quốc gia muốn thịnh trị thì người cầm trịch phải hội đủ tài đức và dù tề gia hay trị quốc, trước hết phải tu thân, phải tự mình tu dưỡng, rèn luyện. Và mới đây, giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn đã có những chia sẻ đầu tiên tiết lộ về gia đình ông, đặc biệt về vợ của Tổng Bí thư, một người cán bộ công an đã về hưu. Dù tuổi cao, nhưng gia đình không thuê giúp việc. Những chi tiết này không chỉ giúp bà con nhân dân hiểu hơn về cuộc sống giản dị của gia đình Tổng Bí thư, mà còn củng cố hình ảnh liêm khiết, tận tụy của Bác Trọng trong lòng nhân dân Việt Nam. Vậy, vợ của Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ai? Vâng, phu nhân của Bác Trọng đó là bà Ngô Thị Mận đã khắc sâu trong lòng người dân một hình ảnh vô cùng giản dị và khiêm nhường. Không xuất hiện nhiều trên truyền thông và báo chí, nhưng mỗi lần bà xuất hiện đều để lại ấn tượng sâu sắc về một lối sống giản dị, gần gũi. Bà Ngô Thị Mận, phu nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được biết đến là một người phụ nữ mộc mạc, giản dị. Ít ai biết rằng bà vẫn hay dùng xe cúp đời cũ để đi chợ nấu cơm hàng ngày cho Tổng Bí thư. Ngay cả trên trang Wikipedia, một trang tìm kiếm lớn nhất của Việt Nam chúng ta và trên toàn thế giới, cũng có rất ít thông tin về bà. Và trên này có đăng những thông tin bà Ngô Thị Mận là phu nhân của ông Nguyễn Phú Trọng, cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ của ông từ năm 2011 đến ngày 19 tháng 7 năm 2024. Bà còn là phu nhân của Chủ tịch nước Việt Nam trong nhiệm kỳ Chủ tịch nước từ năm 2018 đến năm 2021 và cũng là phu nhân của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khi chồng đảm nhiệm chức vụ này từ năm 2006 cho đến năm 2011. Bà từng được báo chí mệnh danh là đệ nhất phu nhân Việt Nam. Bà được cho là đã duy trì một lối sống giản dị mặc dù chồng bà là người có quyền lực chính trị cao nhất tại Việt Nam. Hé lộ về thân thế của vợ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có chia sẻ chân thành về đời tư của ông Nguyễn Phú Trọng. Gia đình đồng chí Nguyễn Phú Trọng có 4 người, mặc dù nhiều tuổi nhưng vợ chồng đồng chí sống rất giản dị, liêm khiết, không thuê người giúp việc. Chị Mận, vợ của đồng chí, là một cán bộ công an về hưu rất cần mẫn, chăm chỉ việc nhà, chăm lo sắp xếp để chồng yên tâm công tác. Hai người con của đồng chí đã có gia đình riêng, bản thân các cháu và con dâu, con rể có chuyên môn rất giỏi, hiện làm công việc tốt ở những đơn vị bình thường trong công tác công vụ. Đồng chí nhận đúng mức lương mà nhà nước chi trả, nhất quyết không nhận một xu một hào nào ngoài chế độ. Nếu như giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn không tiết lộ về đời sống thường ngày của phu nhân Tổng Bí thư, sẽ nhiều người cho đó là bí mật. Có lẽ sự kín tiếng này cũng giống như việc bà luôn sống giản dị, đơn giản nên ít có thói quen thể hiện ra bên ngoài. Quả thực rất khó để tìm được một người vợ vừa giỏi giang, chịu thương chịu khó và giản dị đến thế. Có lẽ lần gần nhất là vào ngày 12 tháng 12 năm 2023, bà Ngô Thị Mận, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đón phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Bà Mận xuất hiện với trang phục áo dài màu nhung xanh đậm, vô cùng giản dị. Lớp trang điểm nhẹ nhàng, bà không nhuộm tóc đen hay sử dụng những phụ kiện cầu kỳ, đắt đỏ, mà xuất hiện với mái tóc bạc tự nhiên, nhẹ nhàng, điềm tĩnh, giới thiệu và nói chuyện với phu nhân nước bạn. Dù không xuất hiện nhiều trước công chúng, nhưng vai trò của bà Ngô Thị Mận không thể phủ nhận. Sự chăm chỉ, tận tụy và giản dị của bà đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà không chỉ là người hỗ trợ đắc lực cho chồng, mà còn là một hình mẫu về phẩm chất và lối sống giản dị, liêm khiết trong xã hội hiện đại. Còn đây là hình ảnh vào ngày 21 tháng 6 năm 2019, khi đấy Bác Trọng đảm nhiệm hai vị trí đó là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước.
và bà đã luôn bên cạnh chồng của mình và cùng bà con kiều bào thực hiện nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo tại Hồ Hoàn Kiếm. Bà Mận lúc ấy trẻ hơn, tóc mới lấm chấm sương mai, mặc áo đỏ và luôn rạng rỡ, cười niềm nở với người dân, chia sẻ những khoảnh khắc tạm biệt năm cũ, đón năm mới an lành. Không chỉ vậy, bà cũng luôn sát cánh bên chồng trong những chuyến công tác dài kỳ ở nước ngoài. Áo dài là hạng mục duy nhất bà lựa chọn để tôn vinh văn hóa Việt Nam. Sự giản dị của Tổng Bí thư còn được thể hiện qua những lời nói đầy cứng rắn nhưng vô cùng khiêm tốn. Chúng ta có thể nhắc đến những lời phát biểu trước Quốc hội khi nhậm chức Chủ tịch nước. Tổng Bí thư đã nhắc nhở về cảm giác khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội với hai câu thơ: nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, khuôn xanh biết có vuông tròn hay không. Chỉ với hai câu thơ này cũng đủ thấy Tổng Bí thư luôn khiêm tốn khi tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 với sự tín nhiệm gần như tuyệt đối. Tổng Bí thư đã chia sẻ: bây giờ tôi không được khỏe lắm, tuổi cũng đã cao, cũng xin nghỉ rồi. Thế nhưng đại hội bầu phải làm, đảng viên thì phải chấp hành. Mà Tổng Bí thư đã xuất sắc hoàn thành bổn phận, xứng danh công bộc của dân, người cộng sản trung kiên, người lãnh đạo cao nhất của đảng và nhà nước, và là một người bản lĩnh, biết cương, biết nhu, đúng lúc. Quả thật cho đến nay ít người có thể kiêm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau nhưng lại mang đến thành công vượt ngoài mong đợi như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta cùng đọc bài viết của ông Dương Đức Quảng để hiểu thêm về tấm gương mẫu mực của bác Trọng khi còn học đại học. Ông Quảng chia sẻ: anh Trọng học giỏi, luận văn tốt nghiệp đạt xuất sắc, được kết nạp vào đảng. Ra trường, anh về công tác tại tạp chí Cộng sản, sau đó đi làm nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài để bảo vệ học vị phó tiến sĩ, nay là tiến sĩ tại Liên Xô. Về nước, anh trở lại công tác tạp chí Cộng sản, rồi lần lượt đảm nhiệm các chức vụ quan trọng, đó là Tổng biên tập tạp chí Cộng sản, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Có thể nói, con đường cách mạng của anh Trọng khá hanh thông. Anh không phải là con nhà cách mạng nòi, sinh ra trong một gia đình nông dân, quê ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Nhưng như có lần anh nói trong cuộc gặp bạn bè cùng lớp, sau khi anh đã giữ chức vụ Tổng Bí thư: xin cho em, cho tôi để mọi chức tước bên ngoài căn phòng này. Em đến đây mãi mãi là học trò của các thầy, các cô ngày nào. Tôi đến đây mãi mãi là bạn học cùng lớp của các bạn. Có nhiều bạn trong lớp chúng ta giỏi hơn tôi, nhưng cuộc sống không gặp may mắn. Còn tôi gặp may mắn hơn các bạn, chức tước như phủ vân. Còn lại mãi mãi với nhau là tình thầy trò, bạn bè. Mong chúng ta luôn giữ được điều đó. Anh Trọng nói thế, nhưng tôi biết nếu chỉ có gặp may mắn, chắc anh không được đảng và nhà nước bầu vào các chức vụ quan trọng như thế. Và cái chính vẫn là từ sự cố gắng học tập, phấn đấu, cống hiến của anh, chứ không phải may mắn từ đâu tự dưng đến. Về con cái anh Trọng, tôi chỉ viết một vài điều mà tôi biết. Anh Trọng có hai người con, một trai, một gái, đều là những viên chức nhà nước và là những công dân bình thường như bao công dân khác. Có thể có người gặp các cháu trong công việc hay cuộc sống thường ngày mà không hề biết bố các cháu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vì chẳng bao giờ các cháu tự nói ra điều này. Lần gả chồng cho con gái khi đã ở cương vị cao, chức trọng, ngoài gia đình và họ hàng, anh Trọng chỉ mời những bạn bè thân thiết từ hồi học phổ thông đến đại học và sau này đến dự đám cưới. Còn những người khác, kể cả những người quyền cao chức trọng nhưng không phải là bạn như tôi đã nói ở trên, anh không mời. Đám cưới đó tổ chức giản dị, chỉ có tiệc trà, hoa quả và bánh ngọt, không có cỗ bàn linh đình. Và khi đến người con trai của anh Trọng tổ chức thì cũng tổ chức trong nội bộ gia đình và chỉ mời rất ít bạn bè của anh, chị và các cháu chứ không mời rộng rãi. Đúng như giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên đại biểu Quốc hội cho biết, chỉ sau đám cưới con, anh Trọng mới gửi thư báo hỷ tới bạn bè. Tôi cũng là một người nhận được thiệp báo hỷ như thế. Trong khi đó, khi hai người con trai tôi cưới vợ, anh Trọng đều đến tận nhà tôi để mừng cho các cháu. Khi đó, anh đã là Bí thư Thành ủy Hà Nội và Chủ tịch Quốc hội. Đối với bạn bè khác lớp tôi cũng vậy. Khi biết tin bố, mẹ, vợ hoặc chồng các bạn qua đời, hoặc khi các con của các bạn ấy lấy vợ gả chồng, thì biết tin anh Trọng đều đến tận nhà chia buồn hoặc chia vui với bạn bè. Anh Trọng là thế, bao giờ cũng tử tế với mọi người. Một lần, khi đang là Chủ tịch Quốc hội, ngồi cùng xe với bạn bè cùng lớp đại học, hầu hết là các nhà văn, nhà báo, những người biết nhiều chuyện trong xã hội, về thăm nơi lớp học sơ tán trong thời gian chiến tranh chống Mỹ
ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Anh Trọng đã được nghe các bạn kể bao nhiêu câu chuyện tiếu lâm, đọc cả thơ ca, hò về về các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Đôi lúc anh cũng góp một vài chuyện vui cùng các bạn. Những lần được gặp anh ở nhà riêng hay đến thăm anh, tôi cũng đã nói với anh đủ mọi chuyện mà tôi biết được, kể cả tâm tư nguyện vọng của bạn bè, của người dân đối với đảng, đối với đất nước hiện nay. Bao giờ anh Trọng cũng lắng nghe và anh đều nói với tôi sẽ làm mọi việc để giữ được đất nước bình yên và ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày một tốt đẹp hơn. Anh biết cả những nỗi niềm và bức xúc của tôi cũng như của nhiều người, nhưng anh bảo phải giải quyết từng bước, không thể làm được ngay như nhiều người mong muốn. Vâng, kính thưa quý vị, không những thế, bác Trọng còn rất giản dị mộc mạc, ngay cả khi đang điều trị tại bệnh viện 108. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện quân đội 108 vào chiều ngày 19 tháng 7. Thế nhưng, với những y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đó là chăm sóc, điều trị sức khỏe cho Tổng Bí thư trong suốt 4 năm qua của bệnh viện, luôn in đậm trong tâm trí của họ là hình ảnh một vị lãnh đạo mộc mạc, gần gũi, giản dị và dành toàn tâm toàn ý cho công việc, vì đảng, vì nước, vì nhân dân. Cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời, căn phòng nhỏ 1109 tại khoa bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, nơi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều trị và làm việc trong suốt 4 năm qua, giờ đây đã trống trải, thiếu vắng hơi ấm, chỉ còn lại những vật dụng đơn giản như chính cuộc đời của Tổng Bí thư và những hình ảnh yên bình đậm trong tâm trí của những y bác sĩ nơi đây. Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng đã chăm sóc bác từ năm 2019 đến nay cho biết, bác rất giản dị, mộc mạc và rất là hiền lành, để lại cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc. Bác rất thích ăn kẹo lạc, lúc nào trên bàn làm việc của bác cũng có một lọ kẹo, lúc nào gặp bác cũng mời ăn. Bác luôn coi hộ lý, y sĩ như những người con cháu trong gia đình. Là người trực tiếp chăm sóc cho Tổng Bí thư nhiều năm qua, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Đông, khoa bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, có lẽ không bao giờ quên được hình ảnh một vị lãnh đạo giản dị, kiên cường, vừa chiến đấu với bệnh tật, vừa duy trì lịch làm việc đáng nể, ngay cả những lúc sức khỏe đã yếu đi. Điều đó thể hiện rõ, mặc dù là những ngày bác nặng nhất, tình trạng của bác rất yếu, nhưng bác vẫn duy trì lịch làm việc theo đúng các mốc thời gian. Ví dụ như buổi sáng từ 9 giờ đến 9:30, có các đồng chí trợ lý báo cáo tình hình công việc cho bác. Và khoảng 10 giờ 30 trở đi, bác có thể gặp gỡ đồng chí lãnh đạo đến từ nước bạn. Buổi chiều, bác cũng dành nửa tiếng để tiếp tục công việc. Ngoài ra, khi cảm thấy sức khỏe cho phép, bác còn ngồi dậy đọc tài liệu nghiên cứu trên giường bệnh. Bác làm việc đến hơi thở cuối cùng. Vào tối ngày 13, chúng tôi phải đặt ống thở máy, nhưng buổi sáng vẫn có thư ký đến báo cáo và buổi chiều có đồng chí từ văn phòng vẫn đến xin ý kiến. Đó là những điều mà chúng tôi rất xúc động và cảm phục về tinh thần làm việc là vì nước, vì dân, làm việc đến hơi thở cuối cùng. Bởi vì chúng tôi là những bác sĩ, chúng tôi tiên lượng được rằng sức khỏe bác không thể hồi phục lại được nữa và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chúng tôi không nghĩ rằng cái ngày hôm đó bác vẫn còn làm việc đến như vậy. Những điều này đã làm chúng tôi ấn tượng. Những cái ấn tượng đó làm chúng tôi nghĩ rằng mình quá nhỏ bé, mình chưa đóng góp được gì. Và vì vậy, bác đã truyền lại cho mình năng lượng để tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa. Kính thưa quý vị, những hình ảnh trên khiến chúng ta sẽ nhớ mãi về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một nhà lãnh đạo cấp cao có tâm có tầm, tư duy chiến lược, luôn trăn trở lo toan cho dân, cho nước nhưng cũng giản dị, gần gũi và giàu lòng nhân ái. Bác Trọng xứng đáng là một người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là vị tổng chỉ huy trong cuộc chiến chống giặc nội xâm, là nhà lãnh đạo của nhân dân được mọi tầng lớp nhân dân trân quý. Những di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi với thời gian, còn mãi với trong trái tim đồng bào, tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo kế tục coi là kim chỉ nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, giàu đẹp. Còn quý vị nghĩ sao về cuộc đời của bác Trọng? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.